À, thưa vị, như chúng ta biết là giờ chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là thay phông ghép nền chấm da, rồi sau đó là design chữ và ghép hoa vân vân vô những cái hình này. Thì bước thứ nhất á, nếu như máy chúng ta mạnh, chúng ta cài Win64, chúng ta có thể cắt thẳng một cái file kích thước lớn hơn 20-30. Chứ nếu mà chúng ta cài Win XP hoặc là Win 32 bit á, chúng ta cắt phông nó sẽ bị lỗi ngay. Thì tùy theo trường hợp máy mạnh máy yếu, có trường hợp máy yếu nếu mà ta cắt thẳng cái hình 690 bị lỗi ngay nè, bạn thấy là lỗi, nó xóa lỗi. Như trường hợp này là máy mạnh cho nên nó chạy được. Tôi dùng hai giải pháp máy mạnh và máy yếu. Tôi dùng máy mạnh trước nha, tôi sẽ xử lý theo kiểu này. Win64 thì vì không phải lo, cắt khỏe lắm. Nó không có hạn chế về này độ lớn hình ảnh. 32 là lớn hơn 20-30 là dù máy cỡ nào nó cũng bị treo hết. Rồi bấm đây, build, clear. À, rồi, ok. Bạn thấy sau khi làm xong mình thấy là chỗ này nè, nó bị mất lý do mình chụp cái áp sắt. Muốn cứu trường hợp này chúng ta làm như sau nè, chúng ta click chuột vào vùng chọn này trước, thấy rõ ràng chưa, nó chọn vô vùng chọn lấy phần hình đã có, chúng ta chọn công cụ là history, đánh dấu vào cái lệnh trước nè, lệnh này là chưa xử lý nè, xử lý rồi nè, đây có vùng chọn đúng không, mình đang để trạng thái này đánh dấu vào đây, chúng ta dùng công cụ history rust. Mình sẽ cho ở đây là 50% thôi, mình cứu lại. Cái quẹt vậy nó không phạm ra ngoài. Cái chỗ bị mất á, ra cứu lại. Cái bài này là có nhiều vấn đề tôi muốn bàn cãi với quý vị lắm. Thì sau khi làm này xong nha, chúng ta giữ Shift F7 tới ngược ra ngoài kia. Sau đó chúng ta dùng công cụ Rust, ở công cụ cục gom Eraser 50%. Chúng ta tẩy bỏ ngoài này. Rồi, Shift F7 vô. Lấy history lại cú đây. Tới đây xong cần trên đây. Vậy là ông ta đã vừa xử lý xong cái ảnh mà đã cắt mà cú lại chỗ bị phạm. Đó là giải pháp đối với hình mà gọi là kích thước file lớn, nhưng mà đối với cái máy mạnh và Windows là 64 bit. Nếu Win 32 thì sao? Tôi tạm thời tôi lưu cái hình này lại trước nha. Bài này có thể là những quý vị mới học rồi đó, có nhiều người vẫn chưa được biết chữ này đâu. Đây là có một số cái mới chúng ta cần cập nhật thêm. Rồi bây giờ tôi mở lại bức ảnh cũ, bức ảnh mà màu phông xanh đây. Thì bây giờ nên nhớ cái vấn đề trong tin học đó, nó có một cái giải pháp, cái thuật toán của dân làm tin học nó gọi là chia đấy chị. Cứ vấn đề phức tạp cỡ nào chia nhỏ ra từng chút rồi xử lý nó. Như tấm ảnh này nó là 60 90, có nghĩa là 60 là bề ngang gấp 3 lần 20-30. Còn 90 á, là cũng gấp 3 lần 30. Thì đối với ảnh ta lấy 20-30 làm tiêu chuẩn. Như vậy mình chỉ cần xử lý như sau. Mình chia bức ảnh này ra làm 3 phần bằng nhau. Mình dùng cái công cụ đây nè, công cụ nắp cho mắt dính nha. Nắp cái gì? Nắp tua gai, rồi kéo này ra 20 40. Cái gai là 40. Rồi kéo này xuống nè. Để khoảng cỡ này. Cỡ này. Rồi giải pháp chúng ta là như sau, sau đó dùng cái công cụ này. Tôi cho nó refresh lại một tí nha, nhiều khi chúng ta làm nó chạy cái thanh công cụ này. Tôi cho nó reset lại cái thanh công cụ này. Rồi dùng công cụ này nha. Tôi sẽ vẽ vòng tròn nha.
do bắt dính nên rất dễ nó dính, cứ ngắt nha. Vẽ cái tự nó dính vô cái gai này, ta coi nè, tự dính vô gai. Tôi sẽ copy hình này kỹ hơn, dùng lệnh copy, sau đó ta new một cái layer mới, new layer mới, ok, dán vào đây là dùng, giờ dán vào mảng này. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta xử lý cái này, chúng ta hãy chạy lệnh này, nhưng trước khi chạy chúng ta chịu khó là giải phóng bộ nhớ cái nào, tại máy yếu mà, để cho nó khỏi mất công bị đầy bộ đệm. Rồi chúng ta hãy chạy cái lệnh là cắt phông xanh trên mảng này thôi, nó rất nhẹ nhàng thôi, chạy nhẹ. Rồi, view, clear, ha. Rồi, ok. Ta đã vừa cắt xong. Giờ cần trên A lại. Copy lại. Sau đó chúng ta trở về cái file cũ này. Nó đang có dòng chọn này rồi, quý vị thấy rõ ràng chưa? Chúng ta dùng cái lệnh sau đây nè. Edit nè. Path nè. Path into. Nó đè đúng cái chỗ đó luôn nè. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, chọn lớp dưới này. Chúng ta lại vẽ tiếp cái vùng thứ hai này nha. Rồi copy. Edit copy. Rồi qua đây tắt cái này đi nha. Không cần thiết nữa. Lại new cái file mới. Dán vào. Rồi sau đó sao giải phóng bộ nhớ đi. Và chúng ta chạy lệnh này ta khỏi làm gì nữa hết. Đã có rồi, cùng thông số tại hình này cùng thông số màu xanh. Chạy đèn cái nó rỗng rồi đó. Còn trên A lại copy lại trở qua đây lại gì, bắt into đó, mảng thứ hai đã có, chúng ta gộp hai cái này lại nhau, sau đó chọn cái mảng này, vẽ này cái thứ ba nè, copy tắt cái này đi, new, rồi chạy cái này. Đó là giải pháp đối với những cái hình mà gọi là chúng ta làm trên một cái máy yếu. Những đề gì cũng xử lý được hết chứ, đừng có tưởng là ta làm không được. Và từ cái bài toán này quý vị tự suy luận tiếp những vấn đề còn lại. Nếu máy yếu thì không cần sợ đâu, cứ làm từ từ cũng xong rồi. Không thể bế tắc được nha. Cái ngày xưa bởi vì nghĩ là máy không mạnh làm sao, lại không có cách giải quyết vấn đề là chỗ đó đó, thấy không? Đó. Rồi tôi gộp nguyên này lại. Và cứ thế quý vị làm hết cho 9 tấm. Thì cuối cùng quý vị sẽ trở lại cái bước là sau cắt phông xong. Nên dùng được không? Quá đơn giản. Rồi. Và vấn đề đã được giải quyết xong. Bây giờ tôi trở lại tiếp theo là cái hình đã có sau cắt phông. Thì chúng ta làm tiếp những việc còn lại thôi. Việc còn lại là thay phông, chấm da. Rồi thay gắn bó hoa vô. Rồi design chữ để hoàn tất một tấm ảnh cổng cho khách hàng. Đó là vấn đề tiếp theo chúng ta phải làm.